Chú Trung đã sống qua rất là nhiều giai đoạn lịch sử của Việt Nam, qua hai cuộc chiến này, suốt thời bao cấp, cũng như là chú cũng chứng kiến những cái thay đổi của thời kỳ đổi mới ấy. Và khi mà trong quá trình bọn con tìm hiểu về về lịch sử cá nhân của chú thì cũng cũng khám phá ra được rất là nhiều những cái cột mốc rất là thú vị, con muốn chia sẻ với cả người nghe. Chú bỏ học ngang năm thứ ba tại Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn nhưng vẫn liên tục đoạt giải hội họa mùa xuân. Năm 1964, ở tuổi 22, với ý tưởng về cuộc hành hương về đất thánh Paris, chú phiêu lưu và vượt biên đi Pháp, bị bắt ở Campuchia và ngồi tù 1 năm. Ngoài ra, chú còn là thành viên nòng cốt của hai nhóm họa sĩ nổi bật của Sài Gòn. Thứ nhất là Hội họa sĩ trẻ Việt Nam từ năm 1966 tới năm 1974. Và thứ hai là nhóm 10 người bắt đầu hoạt động chưa chính thức từ cuối những năm 80, sau đó thì năm 92 thì có tên là nhóm 10 người, và các chú thì làm việc với nhau tới độ khoảng nửa cuối của những năm 90. Thì con muốn hỏi chú là chú có thể chia sẻ về những trải nghiệm của quang cảnh hoạt động nghệ thuật ở Sài Gòn của những năm 60, 70 và sau đó là những năm 80, 90 được hay không? Là những năm đó thì hội họa Sài Gòn nó cũng đơn sơ lắm, gọi là đơn sơ, tức là cũng họa sĩ cái thời đó thì cũng muốn vươn lên mà, cho nó mà thấy nó không có được tiếp xúc nhiều với bên ngoài, cho nên là phần đông anh em lúc đó là muốn có một cái ham muốn là đi ra nước ngoài để tìm hiểu thêm, và chú cũng cũng ở trong mấy cái người đó, thì chú không biết là cái đó là tham vọng hay là một cái gì, ước muốn được học hỏi hay là muốn là vươn lên một cái gì đó. Nhưng mà rõ ràng là đi kiểu đó thì cũng gặp tai nạn, tức là có bị tù tội rồi này kia, rồi cái trở về. Rất may mắn là ở ở Sài Gòn có một cái nhà sách gọi là của người Pháp, gọi là Albert Bortai, thì trong đó nó có bán những cái loại sách về nghệ thuật của Pháp rồi này kia đó, thì mình mới chui đầu vô để phải chịu khó đó, để tìm hiểu này kia nọ. Thì những cái tìm hiểu đó không phải chỉ có những cái kiến thức thông thường thôi, không phải là cái gì sống động trong trong một xã hội nghệ thuật, mà nó chỉ phong phớt bên ngoài. Sau đó thì bởi vậy mới tức mình mà đi. Khi mà đi về rồi á, nghĩa là tưởng là mình yên thân rồi, thì đùng một cái là cách mạng vô. Thì lúc Năm đó đấy là là năm bao nhiêu ạ? 75, thì mình tưởng lúc đó thì chắc là không còn có thể làm nghệ thuật được, mà đúng là cũng là định mạng, là cho mình gặp được bạn bè anh em rồi ở ở trong khu ra, rồi mấy anh em ở ngoài Bắc vô, mình thấy không thấy cái gì mà có sự phân biệt đó. Thì mới thấy là cuộc đời đâu có bị xuống dốc mà nó vẫn bình thường, bình thường, mà ngược lại còn mình có thể đóng góp được với anh em nữa.
cái đó là vui nhất. Rồi nhất là mấy ông cán bộ ở ngoài Bắc vô thì mình tưởng tượng ra là mặt mày rằn ri rồi, té ra là mấy ông công tử Bạc Liêu không. Cụ thể là Ca Lê Thắng là cái người mà mình gặp đầu tiên mà ăn mặc còn sạch sẽ hơn mình. Rồi đẹp trai rồi mà chú với Ca Lê Thắng là tự nhiên là trở thành bạn thân với nhau. Nó cũng là một cái hạnh ngộ ha. Về sau đó thì cái sự nghiệp hội họa nó cứ theo hai người mà nó đi. Nghĩa là có hai người chú với Ca Lê Thắng là nó không biết có cái gì đó nó xui khiến mà cùng làm chung với nhau. Rồi có những lúc mà tự nhiên hai đứa làm việc ở hội mỹ thuật nè, cái sanh sự bài đặt ra làm tượng báo mỹ thuật này. Trời đất ơi, mà đâu có biết cái gì đâu, luật lệ rồi có lúc đó là còn gắt gao lắm. Mà làm không biết sao mà lúc đó mấy người ngoại quốc đó người ta thích là muốn mua cái bằng mua dài hạn đó. Thế thì nhưng mà chú đâu có dám bán tại vì báo không có tiền, cho nên là ra từng số thôi, ra số này cứ phải chạy đi kiếm tiền làm cái tờ kế tiếp vậy đó. Tức là lúc đấy là cái tờ tạp chí mỹ thuật đấy không thuộc về hội ở chú hay là vẫn thuộc về hội nhưng mà lại vẫn là một cái dự án riêng? Vẫn thuộc về hội nhưng mà không có quỹ. Dạ. Mà làm như là tờ báo đó làm nói chung là làm ẩu. Dạ. không giấy phép. Dạ. Hay là có một cái này là của đại sứ quán Pháp á. Nó tài trợ cho tờ báo. Dạ. Nhưng mà nó chỉ tài trợ giấy thôi. Và với điều kiện là có dịch tiếng Pháp trong cái tờ báo đó. Thế thì thấy cũng đâu có gì ấy đâu, đâu có gì là trái luật đâu. Liền. Sau đó thì một vài kỳ nữa thì ở trên bộ văn hóa hay là cái gì đó hoặc là sở văn hóa nó kêu lên nói đóng cửa. Vì không có giấy phép, không có giấy phép để dịch tiếng Pháp, tiếng Pháp với tiếng Anh. Rồi vì không có giấy phép cho nên là đóng cửa luôn. Thành ra nó ấm ức là làm chỉ được mấy tờ mà chưa có hết cái bụng của mình, chưa hết cái hiểu biết của mình. Thì nó ngưng là Con cũng đọc ở rất nhiều những cái bài luận khác nhau, mọi người cũng có nói về cái sự kiện này, cái việc mà có sự xuất hiện của cái cuốn tạp chí mỹ thuật này ấy. Con muốn hỏi là cái thời gian đó thì là các chú chọn lựa nội dung như thế nào để mà mình cho những cái nội dung đấy vào trong tạp chí, mình chọn lựa mình dịch cái gì và mình sẽ
mong muốn là mang cái gì đến cho độc giả của Sài Gòn? Lúc đó thì hẳn nhiên là cái muốn có tiền để in á thì phải có người trả tiền. Thì lúc đó nó có những cái gallery đồ người ta cần quảng cáo đó. Thì mình mới nhờ mấy người viết bài rồi cái mình lấy tiền quảng cáo nó để in. Và nội dung rất quan trọng là những cái bài mà chính á là mình phải bàn soạn rồi với Ca Lê Thắng. Mọi người thường cho rằng là chú có hai phong cách sáng tác. Một là thời kỳ từ khi chú bắt đầu cầm cọ năm 61 đến năm 75 theo phong cách hiện thực và biểu hình. Và giai đoạn mà chú đi Pháp về từ năm 90 đến sau này thì là phong cách trừu tượng. Thì chú nghĩ như thế nào về những cái nhận xét đấy? Và như chú thì chú tự miêu tả cái phong cách của chú là gì? Và cái ngôn ngữ thị giác mà để người xem có thể nhận biết đến cái phong cách của chú thì khác nhau như thế nào? Chú hẳn như là trong lúc mình làm việc thì mình vẽ kiểu này, vẽ kiểu kia, vẽ kiểu này không vừa ý thì vẽ kiểu kia. Chú không có đặt ra một cái con đường gì để cho mình đi hết. Cho nên là có khi chú vẽ trừu tượng xong rồi chú thấy dở quá mình lại trở về cái khác. Chú không có đi sâu hẳn một cái con đường nào hết. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Mà cái đó là rất ấy, rất dở. Nhưng mà tự nhiên mình không thích cái đó nữa thì mình tìm cái khác mình đi. Cũng như là một thằng bé con mà đi chạy đi chơi thấy cái đường này hết vui rồi cái đi đường kia. Bây giờ vẫn là bé con nhỉ chị? Vẫn là bé con. Cái chuyện chú Trung vừa nói rất là hay ấy, tại vì em nghĩ là đôi khi nó là lỗi lầm của những người viết sử ấy. Sử nào cũng như thế thôi, sử mỹ thuật cũng tương tự. Thế là lỗi lầm của những người viết sử hoặc là những người mà làm về học thuật đấy là thường là họ sẽ có xu hướng đưa nghệ sĩ vào những cái cung thời gian nhất định. Hoặc là đặt cho họ vào những cái nhóm sáng tác theo phong cách ABC nhất định. Nhưng mà thực ra trong cái chuỗi phỏng vấn này mà con làm cùng với chị Quỳnh đi gặp nghệ sĩ ấy, thì một cái điều mà em không biết chị Quỳnh nha, nhưng đối với em là một trong những cái điều mà con học được từ nghệ sĩ đấy là nghệ sĩ vô di chuyển vô cùng uyển chuyển và không có giới hạn. Và đúng như chú nói là giống như là mang cái tâm tư tự nhiên của một đứa trẻ, mình sẽ hướng tới những cái nó gọi mình. Nó có thể là một chất liệu khác, nó cũng có thể là một phong cách khác, một cái giai đoạn sáng tác kiểu khác. Nhưng mà bây giờ con muốn hỏi chú một câu hơi lật ngược lại một chút. Tại vì là cái câu này thì có liên quan tới tuyên ngôn của Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam. Tại vì ở trong cái tuyên ngôn này khi mà con đọc được những cái đoạn trích tìm được ở trên mạng ấy, thì là nó mang một cái tinh thần rất là tự do. Và đồng thời cũng mang một tinh thần rất là đối lập. Ở đây đối lập là vừa đối lập với thị trường nghệ thuật lúc bấy giờ, cũng như là đối lập với những cái suy nghĩ mang tính chính thống. Thì con muốn đọc trích một vài cái câu ở bản tuyên ngôn thứ nhất. Con nói như sau:
vì hoàn cảnh chiến tranh kéo dài, vì sự thiếu sót những cơ cấu sinh hoạt và nhất là sự chia rẽ giữa những họa sĩ, hội họa miền Nam Việt Nam đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Hiện tượng họa phẩm mang nặng tính thương mại tràn ngập thị trường thiếu hụt chất liệu và dụng cụ hội họa, gây nên bởi hành động khuynh loát của một nhóm con buôn nghệ thuật, thái độ lạnh nhạt dửng dưng của các họa sĩ với nhau, tất cả cản trở rất nhiều bước tiến của người làm hội họa, gây không ít hiểu lầm về tư cách và giá trị của họa sĩ Việt Nam. Đó là những triệu chứng báo trước một cơn suy đồi cần được chặn đứng. Con xin phép đọc thêm một câu nữa trích từ bản tuyên ngôn thứ hai. Ở bản tuyên ngôn này thì có tiếp tục đẩy xa hơn như sau: từ bỏ chủ nghĩa buông thả, chủ nghĩa cá nhân chật hẹp, giải thoát tư tưởng khỏi phòng vẽ tù túng để cùng sống cái sức sống Việt Nam, theo đuổi khuynh hướng nghệ thuật tân kỳ nhất ở gần chúng ta nhất, khuynh hướng đã có sẵn ngay trong lòng chúng ta, ngay trong lòng quần chúng Việt Nam. Theo con hiểu thì chú đã đại diện cho hội và chú đã thảo hai cái bản tuyên ngôn này, và đây là nó nói phản ánh rất là dạ là chân thực, và đồng thời là cũng có cái tính tự phê bình rất là cao trong quá khứ. Và bây giờ là những năm 2023 thì chú có nghĩ là đã có những thay đổi so với những gì mà chú đã phê bình ở trong cái bản tuyên ngôn của hội không? Hay là cái quang cảnh của mình cũng vẫn chưa có gì thay đổi mấy? Cũng nghĩ là chưa có gì. Không biết bây giờ cái gì là mạnh nhất, là cái thị trường nó mạnh nhất, nó lôi cuốn người ta, nó không có, nó làm cho người ta không còn hồn nhiên nữa. Vì thế mà luôn luôn là cái thị trường là nó điều khiển cái tâm hồn. Nói gọn là vậy thôi. Mà nếu mà có một nghệ sĩ mà nó vững mạnh á thì đúng là một cái nền nghệ thuật nó sẽ tiến bộ được. Chú có thể kể cho tụi con về cái quá trình hình thành nhóm 10 người và nhóm 10 người gồm những ai, hoạt động như thế nào? Nhóm 10 người thì cũng nó tự nhiên thôi chứ không có cái sự tổ chức hay là tính toán gì hết. Vì hàng năm thì tụi chú là có tổ chức triển lãm ở đây nè, rồi ra ngoài Bắc, rồi có khi đi qua Sinh, rồi cái từ từ cái nó gom lại cái thành có 10 người. Thấy con số nó tròn quá, lật tên nhóm 10 người luôn. Rồi nhóm ở ngoài Bắc thì sau này cũng có Gang of Five, là nhóm 5 anh em ấy. Thì nhóm 10 người với nhóm Gang of Five có giao lưu với nhau không chứ? Hoặc có... Chú nghĩ là giao lưu là lâu lâu gặp nhau uống rượu với lại vậy thôi, chứ không có cái gì dính dáng tới nghệ thuật hết. Có một lần là triển lãm tù tượng đó, thì ở ngoài kia chú không biết ai mời ai, nhưng mà vào đây để cùng hợp lực lại để làm một cái triển lãm tù tượng. Thế thì cái triển lãm tù tượng đầu tiên mà ở Sài Gòn thì mấy ông ở thành ủy là
sợ lắm. Không biết có nên không, có nên cho phép không. Thì ông Ca Lê Thuận á mới đặt câu hỏi là bây giờ mấy ông có nghe nhạc không lời chưa? Ông nói có. Thế thì trên trừu tượng cũng giống vậy đó, giống vậy. hay. Thế thì mấy ông à lên tiếng, đâu có gì hay đâu, đâu có gì lạ đâu. Thì cho phép làm thôi. Đây chính là cái triển lãm năm 1992 ở Gallery Hồng Hà đúng không hả chú? Đúng rồi. Ok. Triển lãm gọi là triển lãm nghệ thuật trừu tượng chính thống đấy, đầu tiên của Việt Nam đấy. Mà nhà nước mình đúng rồi, là nhà nước đứng ra tổ chức. Đúng rồi, chính xác. Cái ý của chú vừa nói rất là hay, cái tham chiếu về âm nhạc ấy. Tại vì mình đang ngồi ở đây ngay bên cạnh cái tác phẩm Requiem lễ cầu siêu của chú. Và chắc là cái này thì nhờ chị Quỳnh chia sẻ là tại vì nó có một cái kết nối với cả âm nhạc ở trong chính cái bức tranh này của chúng ấy. Thế thì ở cái bức này thì cho thấy là về mặt màu sắc là khác hẳn cái phong cách trước đây của chú, là màu như là chuyện này nói trắng đen hoặc là màu nâu trầm, thì lần này là màu vàng, màu cam. Thế và ngoài ra chú cũng dùng những cái paper mache ở trên các bức tranh như vậy, thì chú có thể chia sẻ thêm với tụi cháu về cái cảm hứng nào để chú sáng tác những tác phẩm này, và những tác phẩm này chú muốn truyền tải một cái ý tưởng gì? Cái loại tác phẩm này thì là chú đã có làm một lần rồi, mà không phải Requiem mà là một cái lúc mà mẹ của chú mất đó. Thì chú nghe mấy vị sư tới tụng kinh, chú thấy mấy ông đó tụng hay quá. Cái nhạc của mấy ông, trời ơi, cái giọng ca rồi cái làm mình ấy, mình giống như là mê cái nhạc đó vậy. Chú có làm, sau đó chú có làm một cái tranh về nó cũng như là cầu nguyện, nhưng mà theo cái kiểu những cái người mặc áo tang của kiểu Phật giáo vậy đó. Nhưng mà từ đó cái đầu chú cứ quay quanh quẩn những cái tư tưởng về tôn giáo. Mà thì ngày xưa chú có hay gặp gỡ mấy ông cha rồi mấy linh mục á, rồi nói chuyện về tôn giáo rồi này kia, thì mấy ông cũng có dạy cho mình mấy chuyện rồi về Thiên Chúa nè, rồi về nói chung là biết sơ sơ vậy đó, để nói dốc trời vậy đó. Thì chú lại mở cái nhạc Requiem của Musa này, các thứ các ông sần bẩm là nghe cái riết chú bị lôi cuốn theo. Mình không có vứt bỏ được, không có, thì mới một ngày đẹp trời cái chú làm được cái này. Là chú có cái anh phụ việc thì nói ông cần bố đi, cần bố để khoe cho bự bự chút. Rồi quậy vào, quậy hai thùng vào. Rồi chú làm một
một hơi ở trong một buổi sáng là xong hết. Mà tự nhiên nó theo một cái, có một cái nói lên một cái giống như chú không biết nói là mình nói lên ý nghĩa gì, nhưng mà trước mắt á, cái mấy cái gai thì là về mặt kỹ thuật á, thì là nó để bắt ánh sáng cho nó có thể lung linh theo ấy. Nhưng mà về mặt tôn giáo á, thì vô hình chung nó nói lên cái hình ảnh Chúa mà ở khắp nơi á, ở đâu cũng có, omnipresent. Chú không biết. Con chắc là con hiểu ha. Con bắt đầu khắp mọi nơi. Ubiquitous. Rồi cái này cũng vậy. Nó là một cách automatic, là tự nhiên tới đây là chú nói là bây giờ là cả một cái không gian rộng á, là phải giải quyết nó thật nhanh, không có chần chừ gì nữa. Thì chú làm, chú vẽ một cách tự nhiên thôi, không có tính toán, không có gì. Là làm ba cái vòng tròn này mà. Thì cái đó là cái nó đã ăn vô cái tiềm thức của mình là Chúa ba ngôi. Chú Trung cũng có vừa nói tới cái việc sử dụng những cái đốm, những cái gai paper mache này, thì nó làm con nghĩ về cái chuyện xoay vòng. Tại vì cuối những năm 90 chú cũng sử dụng rất là nhiều những cái chất liệu khác nữa, ví dụ như là dây này, rồi thì chiếu cói này, rồi thì những cái chất liệu đa phương tiện khác, xong rồi chú đặt lên cái bề mặt toan. Ở trong bộ sưu tập của Nguyễn Art Foundation, ngoài tác phẩm này ra thì còn có hai tác phẩm nữa. Một tác phẩm tên là A Touch và một tác phẩm nữa tên là Revelation of Time. Thì tác phẩm A Touch mình thấy được bàn tay của nghệ sĩ đè sức nặng lên trên tấm toan. Và tương tự thì ở tác phẩm Revelation of Time mình thấy được cái hoa văn của chiếu cói ấy. Và khi mà ánh sáng hắt vào bề mặt của hai cái tác phẩm này thì bọn con có thể nhìn được cái chiều sâu của nó. Và con thấy đấy là một điều rất là thú vị, tại vì là ở trên, đơn giản là ở trên một mặt phẳng 2D trên mặt toan, thế nhưng mà chú lại có thể tạo ra được những cái khoảng cách vật lý, cái độ sâu vật lý, mình có thể cảm nhận được chất liệu. Đặc biệt là trong A Touch chẳng hạn, mình thấy được cái âm và cái dương của chất liệu ấy. Thì con muốn hỏi chú một chút là cái gì đã truyền cảm hứng cho chú trong cái việc là mình có những cái quyết định về mặt sáng tạo, về mặt tạo hình như thế? Thứ nhất là cái về mặt mà vật chất á, thì là cái cũng chính cái này, cái bột giấy này nè, thì nó làm cho chú cứ suy nghĩ hoài, không biết làm sao mà lợi dụng nó được càng nhiều càng tốt. Thì lúc bắt đầu làm á, thì là chú phải suy nghĩ nhiều. Mà sau khi ở Pháp về thì chú thấy ở bên đó nó có cái loại papier mâché đó. Thì nó con nít nó chơi, nó thích chơi. Chú thấy là cái đó mình phải lợi dụng nó để làm nghệ thuật được. Và
Nhất là chú muốn cho tác phẩm mình có cái chiều dày của nó, có chiều dày. Thì có một lần chú, cái đó cũng giống như là con nít nó dọc dơ rồi mà. Thì có lần chú mới té thầy một cái toan này, cái chú cứ đặt tay chú lên, đặt tay thấy mát lắm, đè lên. Thì nó té ra nó thành ra một còn giống như là bốn chiều khác nhau vậy. Không biết cái này như là của ông gì Jimmy Chua. Ông nhờ ông khoái đó thôi cho mày là mà chú thích lắm chú thích. Bây giờ nó lâu lâu nó khoe chú muốn đòi lại. Bước cái chiều ấy là chú vẽ lên từng cái sợi một hay là chú có một cái chiếu chú đè lên? Dán lên á. Dán lên cái toan. Dán lên cái toan. Rồi cũng dùng cái papier mâché mà mình ốp nó lại, ốp nó lại. Cái sự xuất hiện của cái tinh thần trẻ thơ ấy, của cái hình tượng thằng trẻ con ấy là lặp lại ở trong cái hội thoại của mình, và con cũng thấy cái điều đấy ở trong cái hai cái series mà được công chúng ở đây nhắc tới nhiều nhất khi mà nhắc tới chú Nguyễn Trung ấy, đấy là cái series Bảng Đen và cái series Sáng Trắng Đen, đúng không chú? Ở trên đấy thì cái series Bảng Đen thì ngay tự tên của nó là mình có thể gợi cho mình rất là nhiều những ký ức liên quan tới học đường chẳng hạn. Rồi thì con cũng đọc ở đâu đó có vẻ hình như là cuốn catalog khi mà nói về cái series Sáng Trắng Đen thì mọi người cũng có nhắc tới cái chuyện là chú được truyền cảm hứng bởi chính những cái ký hiệu thị giác mà chú nhìn thấy ở trên đường phố ấy. Có một cái câu mà ở trong cái bản tuyên ngôn của hội mỹ thuật trẻ Việt Nam ấy mà có ấn tượng nhất với cả con, đấy là chú có nói về cái chuyện là thứ nghệ thuật tân kỳ nhất ở gần chúng ta nhất. Thì đối với con cái chữ tân kỳ và chữ ở gần chúng ta là đang ngang bằng nhau, tức là những cái thứ mà hoàn toàn trong đời sống của mình nó chính là những cái thứ mà có thể tạo ra được những cái đột phá cho mình ấy. Thì con hiểu như thế, không biết là có đúng với cả cái chủ đích của chú khi mà chú viết như vậy không? Chắc gần như vậy, là vì những cái gì mà bàn tay mình rờ tới nó thành nghệ thuật thì nó quá gần mình chứ còn gì nữa. Cũng như là chú hay so sánh mình giống như là mấy đứa trẻ thơ mà dọc cát, nó nắng cái này cái kia, nó lấy cát ở ngoài bãi biển đó. Nó nắng lâu dài cái gì của nó giống bơ là của nó. Thì chú nghĩa là luôn luôn chú có một cái ý muốn làm, muốn chơi giỡn thôi chứ không có thích nghĩa là làm nghiêm túc. Mỗi lần mà mình làm nghiêm túc á mình muốn chết luôn. Nhất là nó làm để lấy tiền. Con quay lại cái chủ đề về nhóm 10 người một chút. Là khi mà nhóm hoạt động như vậy á, thì các chú có ảnh hưởng lẫn nhau đến phong cách sáng tác hay là chủ đề sáng tác hay là
gì không, và có tuyên ngôn giống như là hội họa sĩ trẻ Việt Nam không? À, không, không có, không hề. Yeah. Tức là nó nghĩa là cái nhóm này nó phi nghệ thuật đến nỗi mà nó không hề gặp nhau là nó cờ bạc thôi chứ. Có rượu không chứ? Rượu thì quá trời. Cho nên là nó không biết ở cái nhóm 5 người ở ngoài Bắc như thế nào. Yeah. Còn ở trong này là chơi thôi. Yeah. Thực ra chủ chung nói như vậy thôi, nhưng mà ví dụ như đối với hội trẻ như bọn cháu ấy, khi mà tìm hiểu về những cái tuyên ngôn cũng như là thực hành của hội họa sĩ trẻ Việt Nam hoặc là nhóm 10 người, tất nhiên là bên cạnh rất là nhiều những cái nhóm hội khác nữa và cả những cái cá nhân khác nữa ấy, thì bọn cháu nhận ra rằng là đấy là những cái nỗ lực mà có thể là bây giờ một thời gian rất dài rồi, những người bọn cháu nhìn lại chẳng hạn, lần lại lịch sử và nhìn đến những cái tấm gương đấy thì hiểu ra một điều là ví dụ như trong trường hợp của hội họa sĩ trẻ Việt Nam hoặc là nhóm 10 người thì đấy là những cái nỗ lực để mà giúp cho nghệ thuật thoát khỏi cái bóng của thứ nhất là nghệ thuật Đông Dương và thứ hai là nghệ thuật theo phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa. Và cháu nghĩ là đấy là những cái bài học để cho những người bây giờ làm việc ở thời điểm hiện tại, mọi người thấy được là à trước kia đã có những người làm được như vậy thì chắc hẳn là bây giờ mình cũng sẽ làm được những điều tương tự. Mình cháu muốn hỏi chú Trung một câu, tại vì là cháu nghĩ là chú cũng là một người rất là gạo cội ở trong nghiệp, ở trong nghề này rồi, trong ngành này rồi, thì chú có nghĩ là ở thời điểm hiện tại với mỹ thuật đương đại ấy, thì mình cũng sẽ cần có những cái bệ phóng, những cái cung cách hỗ trợ tương tự để mà giúp mở đường mở lối, tiếp tục mở đường mở lối cho cái tư duy không chỉ của người sáng tác mà còn là ví dụ như của những người làm công tác quản lý nữa. Chú nghĩ là muốn làm được á thì phải có sức lực mới được. Cả mình có ý muốn mà không có sức thì vô phương. Cũng như bây giờ nếu chú cứ mơ mộng rồi để nghĩ ra những cái nói riêng về chuyện sáng tác này, cứ mơ mộng rồi nghĩ tới một cái bức tranh gì đó, nhưng mà cái sự suy nghĩ đó nó trên cái sức lực của mình, không thể nào mà thực hiện được. Bây giờ chỉ có trông chờ là những cái người trẻ như tụi con có biết đọc này kia kia nọ, rồi thậm chí quan trọng nhất là có đi nước này nước kia thì trong bụng chứa một đống rồi thì mới 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 có thể mà truyền cảm hứng được.